Đám cưới bên Mỹ thì sẽ ra sao? Hello cả nhà, hôm nay cùng chúng mình đi dự đám cưới của chị chồng mình nha. Ở Việt Nam khi cưới thì sẽ có ngày ăn hỏi, còn ở Mỹ sẽ có ngày đăng ký kết hôn. Trong ngày này thì sẽ có bạn bè thân thiết và gia đình thôi. Mọi người nhìn chỗ đăng ký kết hôn đẹp chưa này? Và đây, cô dâu đây rồi. Chú rể để đêm qua đã qua khách sạn ở vì bên này họ kiêng nhìn thấy cô dâu trước lễ. Và đây, chú rể đã tới rồi. Lúc này vẫn phải nhắm mắt vì chuẩn bị làm first look. Sau đấy thì cả nhà mình sẽ chụp hình và đi ăn trưa. Mọi người muốn xem full video thì comment dưới video này nha.